Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa từ 0 giờ ngày hôm nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã kết thúc thời gian phong tỏa sau khi 100% viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà đều có kết quả âm tính sau 4 lần xét nghiệm. Thực hiện nghiêm quyết định về tạm thời cách ly từ ngày 13 tháng 9, thì bệnh viện tập trung các biện pháp hiệu quả, kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh với sự hợp tác của sản phụ, bệnh nhân và thân nhân. Sau đây là một số hình ảnh gửi về từ một phòng bệnh thuộc khoa sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản thành phố. Ngay khi phát hiện có ca F0, việc lấy mẫu xét nghiệm kỹ thuật real-time PCR toàn bệnh viện đã được khẩn trương triển khai 2-3 ngày một lần. Cùng với lấy mẫu xét nghiệm, khoảng 100 phụ nữ sau sinh, người bệnh, người nuôi bệnh ở khoa sản bệnh cũng rất hợp tác trong các biện pháp phòng ngừa với sự động viên của lực lượng y tế. Giữ vững tinh thần, okay. Uống và thật là nhiều nước vô, nhớ chưa? Có muối rồi, thò rồi lên, có hỗ trợ cho mấy anh chị ở đây. Một cái chai vitamin C. Nói chung là anh này phát mấy anh chị đồ đó lấy tay sắt khủng lại. Tôi báo anh chị sáng nay chúng ta có một tin vui á, là toàn thể anh em sẽ phụ người nhà và nhân viên y tế của mình xét nghiệm ngày hôm qua hôm kia là âm tính hết ha. Dạ. Rồi. Rồi. Mai âm tính nữa mình được về ha. Nó chứng tỏ là hôm mấy hôm rồi á là mình giữ cái 5K và khoảng cách nè, vệ sinh tay đều rất là tốt rồi, rất là hiệu quả rồi. Thì giờ mấy anh chị mình cố gắng ha, cố gắng thực hiện thêm cho đó. Một ngày trong bệnh viện quả thật rất dài, nhất là trong điều kiện cách ly, không ra khỏi phòng. Việc quan trọng nhất là mỗi người đều giữ tinh thần lạc quan và chủ động hình thành nếp sinh hoạt nghiêm túc, các biện pháp đeo khẩu trang, kể cả lúc ngủ, thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn, cố gắng giữ khoảng cách. Qua nhiều lần xét nghiệm với kết quả, tất cả nhân viên bệnh viện, nhân viên đối tác phục vụ, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, người bệnh và người nuôi bệnh đều âm tính. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định kết thúc cách ly toàn bộ bệnh viện từ 0 giờ ngày 25 tháng 9. Cũng theo tinh thần quyết định này, bệnh viện tiếp tục cách ly cục bộ khoa sản bệnh đến 0 giờ ngày 28 tháng 9 theo thẩm quyền.